Chào các bạn, video hôm nay thì mình sẽ chia sẻ bí quyết làm vải ngâm trắng giòn để lâu không bị váng và cách làm thạch rau cơ vải giòn ngon để tạo nên một ly trà thạch vải thơm ngon chuẩn vị. Vải đang vào giữa mùa, quả chín ngon, không bị sâu mà giá lại rẻ nữa. Tranh thủ làm ngay cho gia đình thưởng thức hoặc là thêm ngay vào menu kinh doanh của quán bạn nhé. Nguyên liệu mình chuẩn bị. Đầu tiên thì mình sẽ làm vải ngâm. Hôm nay mình sử dụng 1kg vải. Mình sẽ chọn loại vải thiều ta, quả chín đỏ thì nó sẽ có cái độ ngọt, ngon và thơm hơn. Mình cắt bỏ cuống, để lại một phần cuống lát mình bóc vỏ cho dễ. Mình sẽ rửa vải với nước muối loãng cho sạch. Mình chuẩn bị sẵn một tô nước đá lạnh, lát mình ngâm vải. Đun sôi một nồi nước, mình cho vải vào trụng sơ qua trong vòng 1 đến 2 phút. Việc làm này giúp cho vải trắng hơn và bảo quản được lâu hơn. Sau 1 đến 2 phút, mình vớt vải ra, ngâm vào trong tô nước lạnh đã chuẩn bị sẵn, giúp vải nguội nhanh và không bị mềm nhũn. Sau 10 đến 15 phút, khi vải đã nguội hoàn toàn thì mình sẽ vớt vải ra, bóc bỏ 1/2 đến 1/3 phần vỏ. Mình dùng kéo nhọn cắt quanh cuống vải, phần tiếp xúc giữa hạt và thịt vải như thế này. Luồn phần mũi kéo xuống, mình ghim vào hạt, xoay nhẹ và rút hạt ra. Sau đó mình lột bỏ phần vỏ còn lại. Các bạn làm cẩn thận nhẹ nhàng tránh làm dập nát quả vải nhé. Mình sẽ chia sẻ thêm một cách lấy hạt vải. Mình sẽ sử dụng ống nhựa uống trà sữa phi 12 như thế này, ấn vào phần đầu cuống vải và xoay nhẹ. Với vài hạt nhỏ thì nó sẽ nằm trong ống hút rút ra được luôn. Còn đối với loại hạt to thì các bạn gầy hai bên ra là được. Cách này khá là nhanh, tiện và lại đẹp nữa. Vải tách vỏ bỏ hạt xong phải khô ráo, không chảy nước, không dập nát, có màu trắng đẹp như thế này là được nhé các bạn. Mình sẽ cất vải vào trong ngăn đá tủ lạnh trong khi đợi nấu nước đường. Với 1kg vải thì mình sẽ sử dụng 500ml nước, cho vào cùng 200g đường, một chút muối và mình cho lên bếp đun ở lửa vừa. Khi nồi nước đường đã sôi, đường tan hết ra rồi thì mình sẽ tắt bếp để cho nước đường nguội hoàn toàn. Mình sẽ xếp vải vào trong hũ thủy tinh. Các bạn lưu ý là hũ thủy tinh phải tráng qua nước sôi để thật khô ráo mới sử dụng nhé. Khi phần nước đường đã nguội hoàn toàn thì mình sẽ rót vào trong hũ sao cho ngập vải. Đậy nắp lại và mình cất vào ngăn mát tủ lạnh, qua một ngày là có thể sử dụng được rồi. Phần vải ngâm này thì các bạn có thể bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh được 1 đến 1,5 tháng. Nhưng mà phải đảm bảo nhiệt độ tủ lạnh đủ lạnh để bảo quản tốt. Hũ đựng phải sạch, dụng cụ mỗi lần lấy vải ra phải sạch. Nếu mà làm nhiều thì các bạn nên chia ra thành các hũ nhỏ, mỗi hũ sử dụng trong vài ngày cho nó tiện. Tiếp theo thì mình sẽ nấu thạch rau câu vải. Mình sử dụng một gói bột rau câu pha sẵn hương vải như thế này. Gói này đã có trộn sẵn đường rồi, rất là tiện. Mình cho vào nồi 500ml nước và đun sôi lên. Khi nồi nước sôi thì mình sẽ cho từ từ phần bột rau câu vào, vừa cho mình vừa khuấy đều để bột rau câu không bị vón cục. Mình đun lửa nhỏ thêm 5 phút cho phần bột rau câu chín hoàn toàn. Sau 5 phút phần bột rau câu chín trong thì mình sẽ cho vào cùng 100ml kem béo thực vật rích lùn và mình khuấy đều. Đun cho nồi nước rau câu sôi lăn tăn trở lại là được, mình tắt bếp. Mình cho phần nước rau câu vào trong khuôn, để cho nguội hoàn toàn rồi mình cất vào trong ngăn mát tủ lạnh để cho thạch rau câu đông lại, mát lạnh và ăn ngon hơn. Tiếp theo thì mình sẽ pha trà. Đối với món trà vải này thì các bạn có thể sử dụng hồng trà, trà đen, trà lai hoặc là trà ô long đều được. Tùy theo sở thích mà các bạn lựa chọn loại trà phù hợp. Hôm nay mình muốn ly trà có màu đậm, đẹp nên là mình sẽ sử dụng hồng trà. Mình sử dụng 25g hồng trà kinh cho vào trong túi lọc trà, buộc lại và mình tráng qua nước sôi. Sau đó mình cho túi lọc trà vào trong nồi, cho vào cùng 1 đến 1,5 lít nước nóng 85 đến 90 độ C. Đậy nắp và mình ủ trong 10 phút. Sau 10 phút mình vớt bỏ túi lọc trà và thu được phần nước cốt trà có màu đẹp như thế này. Mình cho vào cùng 500g đá, khuấy đều cho đá tan ra. Việc cho đá vào thì sẽ giúp cho trà nguội nhanh hơn và giữ được cái vị thơm của trà. Nước cốt trà này thì mình sẽ bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh và dùng trong ngày.
Phần thạch rau câu vải đã đông lại rồi, mình sẽ thái ra thành các miếng nhỏ. Đây là phần vải ngâm mình để ngăn mát tủ lạnh qua đêm này các bạn. Mở ra rất là thơm, vải thì trắng giòn, nước ngâm vải rất là trong này các bạn. Giờ mình sẽ pha ly trà thạch vải 700ml. Mình sử dụng 150ml nước cốt trà, cho vào cùng 40ml nước đường ngâm vải, 30ml siro vải, 5ml nước cốt chanh hoặc là tắc. Thêm đá viên vào và mình lắc đều lên. Mình sẽ rót phần trà vừa lắc ra ly, thêm đá vào gần đầy ly. Cho thêm thạch vải và khoảng 3 trái vải ngâm lên trên nữa để trang trí. Vậy là mình đã có một ly trà thạch vải có màu rất là đẹp, nhìn rất là hấp dẫn như thế này. Mình sẽ uống thử nhé. Trà mát lạnh, có vị ngọt nhẹ, thơm nhẹ nhàng mùi vải. Thạch vải thì giòn mát, béo thơm, vải ngâm giòn ngọt rất là ngon. Nếu thích uống ngọt hơn thì các bạn có thể cho thêm đường nước vào nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình hôm nay. Chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nhé.